Giao thông máy cho anh Thiện này. Và anh báo là 35 phút thì tự vision to home nhé. Thì có thể là pin đang bị chai và em thấy tình trạng pin mình đang bị phồng này nhé. Có mang pin test bên em đi. Hiện tại em đang test bằng pin của anh nhé. Xem 5 phút nó có bị tự đi turn to home không. Đủ rồi. Máy em đã kết nối này. Cầm lên xuống này. Đã pin anh đang đầy nhé. Full bạch. Pin GPS 21 này. Em test cho nâng bài rồi nhé. Máy được chưa định này. Chế độ trái phải. Em sẽ treo đến khi nào hết pin nhé. Và tính thời gian bay. Rồi. Sơn nhiệt đó. A1322, A1321. Không biết nữa. Biết khoản đấy. Cái đầu trắng trắng gì, đầu trắng nhiệt thứ ấy, đầu thứ ở trong nó có con cảm biến để nó lắp vào nó mới ngắt đi. Đủ nhiệt nó ngắt đi. Em thì mấy hôm mình cứ già dò trên. Nhưng anh chết con đấy sao? Hả? Anh chết con đấy sao? Không, ý là anh muốn mua cái đầu nhiệt đấy. Đầu nhiệt thì mua loại 60W thôi được không? Nhưng mà ý là nó phải đúng cái con sensor thì nó mới ngắt được nhiệt. Nếu mà dụng sensor một loại mỏ sensor một loại, mạch hàn một loại là nó không ngắt được nhiệt với nhau. Nếu mà cái mạch nó hỗ trợ với con sensor A1322 chẳng hạn, mình lắp con 21 vào không ngắt được, sai cảm biến.
đấy em không biết được. Ờ thì hôm mình ngó được group nhưng mà chúng nó bảo là cái gọi cái loại Haco ấy nó còn nào thì 936A 936B xong bắt đầu nào AT 936 thì anh đang dùng với mạch nào mẹ đéo nhớ. Tí về về xem lại cái mạch nó thiết kế anh nhìn thì nó cứ giống na ná nhau, chả có ký hiệu mẹ gì. Trước mùa của bọn sau nước ngoài ấy. Ừ. Nó đéo hỏi bọn nó bảo em đéo biết là loại gì, chỉ biết là loại 936. Thì mình bảo nó là có mấy cái chủng loại đấy, nó bảo là loại gì, nó bảo không phải mạch kiểu mạch nó gia công ấy. Ừ, 936 thì chỉ là ná rồi. Thì mình hỏi nó thì dùng sensor nhiệt nào nó, tôi đéo biết, tại vì tôi gia công mạch, tôi là người bán, tôi đéo biết. Thịt rẻ. Trước có ông Vũ, ông Minh Vũ ông cho một cái mình đéo nhớ mình bắt đầu cho một cái mạch của bọn Apple. Anh ấy mình cười hết, chuyên làm led cầu thang với cả cái mấy cái mạch IoT. Con này nó hết pin đấy. Em qua được 6 phút này, của anh còn mỗi 2 mạch thôi. Còn 5 phút của anh rồi. Nhưng mà pin yếu này. Pin yếu rồi đấy, nhấp nháy rồi đấy. Cho xuống. Máy đã tự đi tới home này. Chưa đi turn. Nó đang mức 1. Báo về battery này. Có để xuống không hay là phải đang đi turn? Đằng nào nó cũng rơi mà. Mức 2, ở đây mình đang mức 1 thôi. Mức 1 thì đang báo đỏ này. Hiện tại là pin của anh đã chai rồi nhá. Là cái này. Pin mạch không. Phải điều khiển này. Rồi. Báo đỏ này.